Ngày 18 tháng 9, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 Công đoàn Vietinbank nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính trụ sở chính Vietinbank tới 11 điểm cầu phụ là trụ sở các văn phòng đại diện chi nhánh của Vietinbank trên cả nước. Báo cáo tại hội nghị đã cho thấy những kết quả to lớn, tích cực mà Công đoàn Vietinbank đã đạt được. Theo đó, tính từ đầu năm 2018 đến 30 tháng 6 năm 2020, có 4.627 lượt cán bộ trả lại 51.320 món tiền thừa cho khách hàng. Bên cạnh đó, đã có gần 1.000 lượt đoàn viên và thân nhân đoàn viên người lao động được công đoàn cơ sở thăm hỏi và hỗ trợ. Công đoàn đã triển khai tổ chức các hội thao, hội diễn và hoạt động gắn kết đoàn viên người lao động tại các đơn vị trong toàn hệ thống. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Vietinbank đã đạt được. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn Vietinbank chỉ đạo các cấp công đoàn toàn hệ thống tiếp tục tập trung phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời quán triệt toàn thể đoàn viên người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa Vietinbank. Bên cạnh đó, công đoàn cần phát huy vai trò là cầu nối, động viên, khuyến khích đoàn viên người lao động quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân đề nghị, Công đoàn Vietinbank cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và nỗ lực, sáng tạo trong cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên người lao động, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển trong tình hình mới. Kết thúc hội nghị, với sự nhất trí cao, 100% đại biểu tham dự đã đồng tình với nghị quyết hội nghị, đồng thời ra lời kêu gọi đoàn viên người lao động toàn hệ thống, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.